Ủy ban nhân dân phường 4 thành phố Tân An tổ chức hội nghị triển khai xây dựng thí điểm công an phường 4 điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Để xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phường 4 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng công an phường trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí tạm thời xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị của Bộ Công an. Phấn đấu không để xảy ra tội phạm, không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác của người dân, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng công an phường 4 điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, đồng thời đề ra các giải pháp, phương hướng cụ thể để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc và quyết tâm xây dựng thành công công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Tân An.